Xin chào mọi người, mình là Bảo Ngọc và welcome to my vlog. Hôm nay mình sẽ mang đến một chú vlog nhỏ về Green Sport Day, ngày hội thể thao diễn ra hàng năm của Đại học VUni, và để xem là Sport Day của bọn mình diễn ra như thế nào và có gì thú vị nhé. Mình mới là sinh viên năm nhất nên đây là lần đầu tiên mình được tham gia Sport Day và cũng lần đầu mình nhảy tại trường. Câu lạc bộ nhảy của mình tên là Vina House. Trước khi vào trường mình mới chỉ xem câu lạc bộ nhảy trên YouTube thôi, nhưng mà bây giờ đã được nhảy và luyện tập của mọi người rồi. Có lẽ đã lâu lắm kể từ khi học cấp 3 mình chưa biểu diễn thêm lần nào. Lâu lắm rồi mình mới tìm lại được cảm giác luyện tập liền thu tì mấy tiếng vào các buổi chiều suốt 2 tuần, rồi chạy đội hình này, rồi tổng duyệt. Mặc dù tập cũng khá là mệt, nhưng mà bù lại thì siêu vui. Tổng duyệt lần cuối xong thì bọn mình chụp ảnh với nhau và chuẩn bị cho đi đây ngày hôm sau. Rất sáng, mắt siêu sưng. Buổi sáng thì mình được ra làm check-in cho mọi người, như là dán sticker, buộc duy băng thư viện của mình và đưa lucky draw cho mọi người. Trước khi biểu diễn thì bọn mình giãn cơ khởi động một chút, một step rất quan trọng. Và giờ thì bọn mình get ready for stage thôi. Mở đầu là trận kéo co giữa 4 viện tại trường mình là Business and Management, Engineering and Computer Science, Health Science của các sinh viên và viện Art and Science của các thầy cô. Có thể thấy là ai cũng rất hừng hực khí thế để mang về chiến thắng cho viện của mình. Đây cũng là lần đầu mình được thấy các giáo sư, các thầy cô và cả các staff cũng rất hào hứng tham gia cùng sinh viên như vậy. Cuối cùng thì chiến thắng đã thuộc về Viện Khoa học và Sức khỏe. Đây là Mai Duyên và Bảo Ngọc Lê. Sau khi xem kéo co thì mình ra ngoài xem hội chợ mini có gì. Câu lạc bộ như VUnity thì có đổi sách để lấy những chậu cây nhỏ xinh như thế này. Và có cả những gian hàng đồ ăn vặt, đồ chay khá là đa dạng và ngon. Thank you.
Ngoài ra thì có chạy tiếp sức, bóng chuyền, tennis, bóng nước, bóng bàn, nhưng mà mình chưa kịp ra xem hết. Chắc chắn năm sau mình sẽ phải đăng ký chơi một vài môn để hưởng ứng tinh thần thể thao này của trường mình. Sau khi phần thể thao kết thúc và những ai giành phần thắng trong phần chơi của mình được nhận huy chương thì bọn mình được dẫn đi trồng cây, một phần không thể thiếu để làm nên một spot day xanh đúng với cái tên của nó. Mình và bạn thân quyết định chọn trồng cây hồng xiêm để xem cây mọc quả sau này. Quá trình trồng cũng không quá khó, chỉ cần lấp đất vào thôi, khá là đơn giản nhưng mà cũng rất thú vị. Là sẽ được thấy em cây lớn hơn và khỏe hơn vào Green Spot Day năm sau. Vậy đi. Đây là chiếc cây bị nghiêng. Sao? Thế. Hôm nay là 25 tháng 3 năm 2023 và bọn mình là đang đi Green Spot Day ở trường. Đã đến cuối ngày rồi, sắp cuối ngày rồi, đã sắp xong hết rồi. Đây là cái cây. Đến cuối ngày thì phần đặc biệt cũng đến, chính là giờ trái đất. Mọi người sẽ tắt hết điện và cùng nhau ra chơi ở khu thể thao, ăn kem và xem lửa trại sau một ngày dài. Spot Day ngày hôm nay đã cho mình thấy được tinh thần thể thao của trường mình rất là tuyệt và ai cũng có những niềm yêu thích riêng với bộ môn của mình. Mình thực sự rất thích những sự kiện và hoạt động giúp cho sinh viên có thể thân thiết với nhau bên cạnh việc học trên trường như thế này. Đến đây thì vlog của mình đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và see you again in another vlog nhé.